Vâng, xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hòa Nhập Quan Trọng. Vâng, hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác đó là chiếc bếp ga Zinai nhé. Chiếc này chiếc mặt men thì chiếc này thì như các bác cũng đang yêu cầu em là cần test lại lần nữa về các chức năng cảm biến. Rồi, ok, thì trước khi lên video là em cũng đã test và kiểm tra mọi thứ ok, hoạt động rất là tốt rồi nhé. Đó, đây các bác, họng inox này, chưa nói này, đó. Bếp còn rất là đẹp, đó. Ngoại hình là không có cấn bóp méo đâu các bạn, mặt men rất đẹp, men này nhá. Thì em nói luôn là từ trước đến giờ em bán bếp em chỉ bán từ mặt men trở lên chứ em không bán mặt sơn, đó. Nên các bác nào đừng có nghĩ là em bán mặt sơn nhá, em bán từ mặt men. Men này là men chống trầy xước, rất là dễ dàng vệ sinh, đó là một. Cái hai là bếp là toàn bộ bếp là em đã test ok, nó đầy đủ các tính năng là toàn, ví dụ như là gió thổi tắt lửa này, khóa ga này, đó, hay là nồi mà bị cạn nước sẽ tự động giảm lửa, và nếu tiếp tục còn đun thì nó cái lửa nhỏ nó tắt đấy, nhiệt độ nó đạt đến ngưỡng trên 250 độ C thì nó sẽ tự động nó tắt bếp và khóa ga hoàn toàn nhé. Bếp này cũng là sử dụng là hai pin đại nằm nguồn nuôi này, sử dụng pin nằm nguồn nuôi và đánh lửa bằng IC. Rồi, ok, ngay sau đây em sẽ test cho các bác xem nha. Đó, em đã lắp ga này, lửa cháy rất là xanh. Và bây giờ em thổi tắt lửa nhé. Và em thổi tắt lửa và sau đó là em sẽ châm thử xem là nó có khóa ga không nhé. Đó. Đó, thì sau 10 giây là nó sẽ khóa ga hoàn toàn. Các bạn nghe ấy. Đó, hai bếp đã khóa ra hoàn toàn nhé, và đã có tiếng còi báo. Đó, tiếng còi báo là nó đã khóa ra hoàn toàn rồi. Và bây giờ sẽ châm lửa thử đây. Đó, các bạn nhìn chưa, em dùng bật lửa khóa ra em châm này. Đó, đã khóa rồi nhé. Rồi, ok, ngay sau đây em sẽ test luôn cái chức năng đó là cảm biến bảo vệ đáy nồi chống cháy nhé. Mà em sử dụng 20 tô này. Và cái việc thời gian nó tắt nhanh hay chậm thì nó sẽ còn phụ thuộc vào cái nhiệt độ, cái nhiệt độ của cái đáy nồi nhá. Rồi, nếu mà khi mà nó giảm lửa và nó vẫn còn có gió thổi thì tức là cái đáy nồi này nó đang bị nguội, là một cái nguyên nhân ngoại quan, đó là gió thổi xung quanh nó làm nguội, nên cái thời gian nó tắt nó sẽ lâu hơn một chút. Nếu bác yên tâm rằng cái việc mà để mà bị thủng nồi ấy thì nó còn phải cần cái ngưỡng nhiệt độ cao hơn nữa nha các bác nhé. Nhà sản xuất đã thiết kế rất là an toàn. Em sẽ điều chỉnh một chút cho nó vào giữa tâm này, cho nó tiếp xúc nhận được nhiều nhiệt nhất để làm sao nó nhanh, vì cái thời gian test như này thì nó cũng khá là lâu, nên là trong những một số các video mà em lên để lúc nhiều mã bếp, nhiều mã bếp thì em không thể để em test các chức năng này, tại vì như thế một cái video nó rất là dài. Như vậy thì giới thiệu đến tất cả các bác trong một cái video mà nhiều mã bếp mà mã nào cũng test như vậy thì nó khá là khó. Nên là nếu bác nào mà cần test thì em sẽ test trực tiếp. Đó, có thể mình có thể em có thể gọi video hoặc có thể làm một cái video riêng cho chiếc bếp đó. Đó, để up lên cho các bác xem cũng như là trải nghiệm các tính năng của nó nhé. Rồi. Các bác thấy chưa, lửa cháy rất là xanh. Khi mà chưa có đáy nồi thì cái ngọn lửa nó sẽ cháy, nó trụm lại, nó trụm lại, nên là các bác nhìn nhận là sẽ thật cảm giác là cái lửa nó cháy rất nhỏ, nhưng không hề nhỏ nhé. Khi các bác để nồi lên thì nó sẽ cháy ra toàn bộ đáy nồi. Đây các bác thấy chưa, lửa đã giảm nhé, lửa đã giảm. Đó, lửa đã giảm. Bây giờ nó sẽ còn phụ thuộc vào cái nhiệt độ nhận được. Đó, cái từ cái ngọn lửa nhỏ này, đó, rất là nhạy đúng không các bác, cảm biến rất là tốt. Đó, có lẽ những cái tính năng này thì chỉ có ở trên các dòng bếp ga nội địa Nhật thôi. Đó, các bác thấy chưa, bên bếp bên này đã tắt nhá, bên này đã tắt này.
Đó, và tiếp tục hai bếp đều tắt. Ồ, hai bếp đã đều tắt. Đó, các bác thấy chưa? Rất là tốt. Đó, bây giờ là hai cái miếng tôm rất là nóng. Và ngay sau đây em sẽ cho các bác xem lửa nó trong lò nướng nhé. À, toàn bộ là bếp này là em đã tuyển chọn rất là kỹ nên cái việc là han hay là han gì là không bao giờ có nhé. Lò rất là đẹp này các bác này. Đó. Thì chắc chắn là các bác sẽ thấy rằng là đối với dòng bếp ga nội địa Nhật mình phải bọc lưới chống chuột để làm sao để đảm bảo cho an toàn cho hệ thống cảm biến dây điện ở dưới, nếu chuột nó cắn thì cái việc mà các bác tìm sửa chữa nó khó khăn hơn bọn em rất là nhiều, nên là trước khi gửi bọn em sẽ đều có bọc lưới chống chuột hết này nhé. Rồi. Hôm nay mới có thời gian giới thiệu chi tiết một cách kỹ càng cho các bác xem. Rồi bên vận chuyển người ta vẫn nhận đơn hàng cho đến hết ngày 25 nhé. Hết ngày 25 thì các bác yên tâm, các bác nào đặt hàng em thì chỉ trong khoảng tầm 28, chậm nhất là sáng 29 là các bác sẽ nhận được hàng thôi. Các bác hãy trang bị cho mình những cái chiếc bếp mà đảm bảo an toàn. Đây, kính giữ lửa 3 giây này. Giữ nguyên 3 giây. Rồi, ok. Đây, mình có thể chỉnh được lửa nhỏ nhất có thể đây. Đó, mình có thể chỉnh được lửa nhỏ như này thì việc các bác mà kho nấu gì các bác để lửa nhỏ rất là tốt. Đó. Rồi, ok. Trong video này em đã giới thiệu cũng như là test tất cả các tính năng an toàn trên một chiếc bếp ga nội địa Nhật. Đó là những cái tính năng cơ bản nhất trong tất cả các dòng bếp, bếp nào cũng đều có. Rồi, bác nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 744. Đó. Đây, các bác có thể liên hệ em qua hai số điện thoại này. Và như này trực tiếp qua Zalo giúp em. Và em sẽ cho các bác xem lại nếu các bác có nhu cầu. Đó. Liên hệ với em qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 744. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Thì đối với hai số điện thoại này thì em đều có Zalo. Thì các bác hãy kết bạn Zalo nhé để mình để trao đổi cho nó cách nó dễ dàng hơn. Thì chiếc bếp này em đang bán với cái giá đó là 2 triệu 500 nghìn đồng, tặng cho các bác một bộ pin sạc. Đó, một bộ pin sạc. Bác nào chuyển khoản hết em sẽ bao ship. Đó, bác nào chuyển khoản hết em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đó. Rồi, ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bác. Các bác đã xem video hãy cho em một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để nhận video mới nhất của em nhé. Trong thời gian tới nếu mà qua Tết mà có hàng cơm về thì em sẽ lại tiếp tục lên cho các bác những mẫu nồi cơm đẹp nhất, đẹp nhất trong dịp đầu năm mới các bác nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác ạ.